Xin chào cả nhà, chào quý bà và các bạn đã đến với Kinh Tám tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: Bộ Y tế đã xác nhận ca tử vong mắc Covid-19 thứ 49 là bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và ở quận 3 là con gái của chủ quán bánh canh. Cụ thể, ca tử vong thứ 49 mắc Covid là nữ bệnh nhân 37 tuổi, là con gái của nữ chủ quán tại quận 3. Trước khi mắc Covid, bệnh nhân này đã bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Bộ Y tế đầu giờ chiều ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, công bố ca tử vong mắc Covid-19 thứ 49 là bệnh nhân 5463, là nữ 37 tuổi, có địa chỉ tại quận 3. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mãn tính giai đoạn cuối, đang điều trị thẩm phân phúc mạch tại nhà, suy tim và tăng huyết áp. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng tại quận 3 Hồ Chí Minh. Vào ngày 25 tháng 5, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả dương tính và bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh với chẩn đoán là viêm phổi cấp do SARS-CoV-2, suy tim, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc thận định kỳ nhiều năm nay. Bệnh nhân được nhập viện cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, kháng sinh, kháng nấm theo kháng sinh đồ, kháng virus, chống đông, truyền máu và phế mẫm máu. Tuy nhiên, diễn biến xấu dần, tình trạng suy hô hấp tăng dần, bệnh nặng, suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Bệnh nhân đã tử vong vào sáng 2 tháng 6 với chẩn đoán tử vong, biến chứng nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, suy thận mãn tính giai đoạn cuối liên quan đến Covid-19. Đây là ca tử vong thứ 14 có liên quan đến Covid trong đợt dịch này. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đây các bạn thấy không, tình hình hết sức phức tạp. Ai hãy ở im đó, ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên bằng cách dung dịch cồn sát khuẩn. Rồi, cảm ơn các bạn.